Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình tối nay, ngày 11 tháng 10 năm 2022 có những nội dung chính sau đây. Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp. Kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu, đảm bảo nguồn cung phục vụ nhân dân. Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói hỗ trợ 2% lãi suất theo Nghị định 31 của Chính phủ. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành đoàn thể của tỉnh, cùng 268 cựu chiến binh tiêu biểu đại diện cho hơn 70.000 hội viên cựu chiến binh trong toàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã thực hiện tốt toàn diện các mặt công tác, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra. Đến nay, hội đã vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội gần 532 tỷ đồng cho trên 4.790 hội viên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Toàn hội có nhiều mô hình sản xuất kinh doanh do cựu chiến binh làm chủ, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Tỷ lệ hộ hội viên cựu chiến binh nghèo giảm còn 0,1%, số hộ hội viên khá giàu đạt 65,7%. Phát biểu tại đại hội, Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam đã biểu dương đánh giá cao những kết quả Hội cựu chiến binh Vĩnh Phúc đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí mong muốn các cấp Hội cựu chiến binh trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của hội là bảo vệ các thành quả của cách mạng, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu Hội cựu chiến binh tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và hình thức tập hợp hội viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hội cựu chiến binh cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, cần xác định tích cực, chủ động hơn trong phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các ngành có liên quan để tập hợp, động viên tích cực thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội, tham gia tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, nhất là thực hiện các công trình dự án trọng điểm của tỉnh, của các địa phương, tiếp tục triển khai tốt các phong trào thi đua của hội, nhất là phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tích cực chủ động tham gia góp ý các chủ trương, chính sách và đóng góp ý kiến vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội. Nhân dịp này, Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cũng đề nghị các cấp ủy Đảng cần tăng cường lãnh đạo, định hướng đối với Hội cựu chiến binh các cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp hội góp ý kiến xây dựng và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 7 xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022-2027 là tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội cựu chiến binh các cấp vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Hội cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 7 đề ra. Góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Với tinh thần đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, Đại hội đã bầu 20 đồng chí vào Ban chấp hành Hội cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc khóa 7,
nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Lê Anh Thư, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Vĩnh Yên, được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Chiều nay, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất năm 2022, chủ trì hội nghị nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức sự kiện. Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh lần thứ nhất năm 2022 dự kiến tổ chức trong tháng 11 năm 2022 với nhiều nội dung như tọa đàm chính sách thu hút nguồn lực đầu tư, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hội thảo khoa học, chìa khóa ươm mầm khởi nghiệp thành công và diễn đàn kết nối đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Vĩnh Phúc, kết nối các chủ thể hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các hoạt động hưởng ứng và chuyên đề của làng công nghệ, trưng bày giới thiệu các dự án khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm công nghệ, tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất năm 2022. Công tác chuẩn bị tổ chức ngày hội đang được Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị, sở, ngành, địa phương tích cực triển khai. Hiện nay có hơn 40 hồ sơ chính thức đăng ký tham dự cuộc thi trên tổng số thông tin của gần 80 ý tưởng, dự án. Cho ý kiến vào nội dung chương trình Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng cần sự vào cuộc nghiêm túc của các sở, ngành. Đồng chí yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ chủ động xây dựng kế hoạch, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, phối hợp với các sở ngành thống nhất các phương án triển khai các phần việc theo nhiệm vụ phân công, trong đó chỉ rõ vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, bộ phận trong công tác chuẩn bị đối với các nội dung chính để tổ chức thành công Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đào tạo bồi dưỡng công chức đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế, kinh nghiệm quốc tế và lựa chọn vận dụng cho Việt Nam là chủ đề hội thảo khoa học do Cục Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức chiều nay. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thành Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo bồi dưỡng cán bộ và đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cùng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, bộ, ngành ở Trung ương, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy các tỉnh Tuyên Quang, Hòa Bình, Hà Nam, Thái Nguyên và các chuyên gia, nhà khoa học. Phát biểu đề dẫn hội thảo, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Bá Huy khẳng định những năm qua, Vĩnh Phúc luôn quan tâm và ưu tiên nguồn lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định. Tỉnh từng bước mở rộng, nâng cao năng lực hợp tác, đa dạng chương trình hợp tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài. Đặc biệt, để bảo đảm có từ 25-35% cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Năm 2021, tỉnh đã xây dựng đề án số 06 về đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2021-2025. Với các mục tiêu và giải pháp cụ thể nhằm phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và hoàn thiện cơ chế chính sách về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Đồng chí Nguyễn Bá Huy đề nghị các chuyên gia, các nhà khoa học phát huy trí tuệ, trách nhiệm, cùng trao đổi, thảo luận, làm rõ và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra, từ đó đề xuất đưa ra các giải pháp mới, có tính đột phá và phù hợp cho Việt Nam để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu đã trao đổi làm sâu sắc hơn về cơ sở lý luận của việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế, những kinh nghiệm quý, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong nước và quốc tế đối với đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương, của các ban tổ chức cấp ủy, các học viện, trường đại học trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, định hướng, giải pháp để tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đề xuất kiến nghị về hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đối với đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế. Đánh giá cao các tham luận trình bày tại hội thảo, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thành Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo bồi dưỡng cán bộ nhấn mạnh, kết quả hội thảo sẽ là cơ sở để Cục Đào tạo bồi dưỡng cán bộ tham mưu cho Ban Tổ chức Trung ương, các bộ ngành xây dựng các chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ đủ phẩm chất, năng lực làm việc tốt trong môi trường quốc tế, phù hợp với thực tiễn hiện nay. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng
và nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Sáng nay, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch tổng rà soát kiểm tra an toàn về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Trí Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Thảo luận tại hội nghị, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định công tác rà soát, kiểm tra, xử lý cơ sở vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đã và đang được Công an tỉnh, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc triển khai quyết liệt, toàn diện. Mọi phương án, kế hoạch đều được xây dựng chi tiết, bài bản, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ công tác và cán bộ chiến sĩ phụ trách. Qua đó, đạt được những kết quả tích cực. Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện các vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Thực hiện kết luận của Bộ Công an trong công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an Vĩnh Phúc đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục phát huy vai trò phòng cháy chữa cháy của các tổ đội dân phòng. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Đại tá Đinh Ngọc Khoa đề xuất Bộ Công an tạo điều kiện để Vĩnh Phúc thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, vì đây là địa bàn có tính chất đặc thù. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, công an các đơn vị địa phương triển khai rà soát, kiểm tra, xử lý theo đúng quy định, đảm bảo thực hiện chặt chẽ, nghiêm minh, triệt để, không bỏ lọt cơ sở không được kiểm tra, xử lý, cũng như cơ sở có vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy mà không bị tạm đình chỉ hoạt động. Đồng chí Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ nếu trên địa bàn có tình trạng công trình không đủ điều kiện nhưng vẫn được duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Cơ sở chưa được duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, không đảm bảo đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy, nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đưa vào hoạt động. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành giám sát Sở Lao động Thương binh và Xã hội về kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách an sinh xã hội đối với người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Quang Nguyên, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi giám sát. Trong số 15 nghị quyết về chính sách an sinh xã hội do Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành còn hiệu lực, có 10 nghị quyết thuộc lĩnh vực ngành lao động thương binh và xã hội, bảo hiểm xã hội, văn hóa thể thao và du lịch. Để triển khai các nghị quyết, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện. Quá trình thực hiện đến nay toàn tỉnh có 43.807 đối tượng hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng theo nghị quyết số 10 quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Trên 6.480 trường hợp đã được chi trả tiền theo chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 tại nghị quyết số 11 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Có 1.095 lượt đối tượng hộ không có khả năng thoát nghèo được hưởng chính sách với tổng kinh phí đã chi trả 17 tỷ đồng theo nghị quyết số 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo cho các đối tượng không có khả năng thoát nghèo. Các nghị quyết còn lại của Hội đồng Nhân dân tỉnh về an sinh xã hội cũng được ngành lao động thương binh và xã hội phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai kịp thời, hiệu quả. Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy, do công tác tuyên truyền về chế độ chính sách cho các đối tượng yếu thế, đối tượng bảo trợ xã hội còn chưa kịp thời, chưa thường xuyên, sâu rộng, việc nắm bắt chính sách của các cấp ủy đảng, chính quyền chưa rõ ràng, công tác triển khai chưa quyết liệt, dẫn đến một số chính sách hỗ trợ các đối tượng còn chậm, muộn, một số địa phương còn bỏ sót đối tượng, nhất là đối tượng người cao tuổi hưởng trợ cấp xã hội. Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Quang Nguyên đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục làm tốt công tác lãnh chỉ đạo toàn ngành, thực hiện hiệu quả những chủ trương, chính sách của Đảng, nghị quyết của tỉnh về an sinh xã hội đối với người dân, tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung nghị quyết để các đối tượng thụ hưởng, nắm rõ và các địa phương triển khai hiệu quả, nhằm đưa công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng đối tượng, không sót đối tượng và kịp thời đến với người thụ hưởng. Đồng thời rà soát lại các nghị quyết, các văn bản hướng dẫn thực hiện để kịp thời phát hiện, điều chỉnh bổ sung, tăng cường hướng dẫn cụ thể đối với những nội dung mới phát sinh. Trong quá trình thực hiện cần chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, từ đó đánh giá kết quả thực hiện, hiệu quả chính sách, kịp thời phát hiện những vướng mắc bất cập, đưa ra các giải pháp, biện pháp sát thực, hiệu quả. Yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành địa phương thường xuyên nắm bắt thông tin, khó khăn vướng mắc từ cơ sở trong quá trình thực hiện các nghị quyết để kịp thời hướng dẫn tháo gỡ.
Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và công ty cổ phần FPT thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số đến năm 2025. Đồng chí Vũ Chí Giang, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì lễ ký kết. Tin tưởng vào hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc và công ty cổ phần FPT, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Chí Giang khẳng định Vĩnh Phúc có cơ sở hạ tầng, có quyết tâm đổi mới, đột phá, còn FPT là đối tác mạnh, có năng lực, giàu kinh nghiệm. Vĩnh Phúc muốn chọn FPT là người bạn đồng hành tin cậy để thực hiện kế hoạch chuyển đổi số. Hai bên sẽ cùng nhau hợp tác lâu dài và hiệu quả để mang lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân. Về phía tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tạo điều kiện cho tổ chức giáo dục FPT xúc tiến đầu tư trường phổ thông liên cấp chất lượng cao để đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao đón đầu sự phát triển. Đại diện công ty cổ phần FPT chia sẻ sẽ đồng hành cùng Vĩnh Phúc chuyển đổi số tổng thể và toàn diện từ cơ quan nhà nước đến người dân, doanh nghiệp về cách sống, cách làm việc, phương thức sản xuất và tiêu thụ dựa trên công nghệ số. Trên cơ sở thống nhất các nội dung, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và công ty cổ phần FPT đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác. Theo đó, hai bên sẽ đồng hành xây dựng phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh tỉnh Vĩnh Phúc. Thỏa thuận hợp tác hướng đến mục tiêu đưa Vĩnh Phúc nằm trong nhóm tỉnh dẫn đầu của cả nước về chuyển đổi số. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Khước, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có buổi làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc. Khẳng định sự cần thiết của dự án đối với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và tiến độ giải ngân nguồn vốn vay đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 phải hoàn thành theo hiệp định vay vốn với Ngân hàng Thế giới. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động linh hoạt tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ các gói thầu đảm bảo tiến độ đề ra. Có mặt bằng đến đâu, tập trung huy động nhân lực, máy móc, tăng ca kíp triển khai thi công các hạng mục đến đó. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước đề nghị các chủ đầu tư ra soát lại tiến độ thực hiện các hạng mục của dự án, kiên quyết chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu không đủ năng lực, thiếu trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện bảo vệ thi công đối với trường hợp cố tình không chấp hành quy định của nhà nước. Giao ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh báo cáo thường xuyên những khó khăn vướng mắc để Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Giao văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí lịch giao ban kiểm điểm tiến độ dự án vào thứ sáu của tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Đối với các nhà thầu phải gắn trách nhiệm thực hiện đúng hợp đồng đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh. Sáng nay tại Cục Quản lý thị trường tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì hội nghị. Dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi gồm 7 chương 80 điều. Việc sửa đổi bổ sung dự án luật là hoạt động cần thiết nhằm kịp thời khắc phục những tồn tại bất cập đặt ra trong thực tiễn thực thi luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tham gia ý kiến đóng góp tại hội nghị, các đại biểu cho rằng sửa đổi luật sẽ giúp bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân kinh doanh, đồng thời hoàn thiện quy định về thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật, bảo vệ thông tin của người tiêu dùng trong quá trình thực hiện các giao dịch. Các đại biểu đề nghị dự án luật cần bổ sung thêm các quy định về việc giao dịch trên môi trường mạng, chất lượng hàng hóa khi giao dịch trên môi trường không gian mạng, các quy định về đảm bảo an toàn thông tin của người tiêu dùng, phân công rõ đầu mối, nhiệm vụ cho cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thuộc một số nhóm ngành lĩnh vực gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, phục hồi và tăng trưởng, gói hỗ trợ 2% lãi suất theo Nghị định 31 của Chính phủ được triển khai sẽ là động lực cho tăng trưởng của nền kinh tế. Tuy nhiên, trên thực tế, tiến độ giải ngân gói hỗ trợ này còn khá chậm, số lượng khách hàng được tiếp cận còn rất hạn chế. Đại dịch COVID-19 cùng với diễn biến thời tiết phức tạp trong hơn 2 năm qua khiến nguồn thu nhập từ mô hình trang trại của gia đình ông Phạm Văn Tính, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc ảnh hưởng nghiêm trọng. Chính vì vậy, khi được giải ngân khoản vốn vay 1 tỷ đồng theo gói hỗ trợ 2% lãi suất từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Yên Lạc, ông Tính đã dùng để đầu tư mua 45 con trâu và 2 tấn cá giống với quyết tâm đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Sau cái dịch COVID ấy, mà được nhà nước hỗ trợ cái lãi suất 2% là chúng tôi rất cảm ơn, và thứ hai là để phục hồi chăn nuôi sản xuất trong đây để kinh tế của gia đình đi lên.
Tính đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Vĩnh Phúc 2 đã giải ngân gói hỗ trợ lãi suất của chính phủ cho 13 khách hàng với dư nợ trên 39 tỷ đồng. Số tiền lãi đã hỗ trợ lũy kế là 84,5 triệu đồng. Việc giải ngân gói hỗ trợ tại các chi nhánh của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu liên quan đến việc đáp ứng các điều kiện thủ tục cho vay. Về cái khó khăn thì ở ngân hàng thì không có vấn đề gì, nhưng mà về khách hàng thì khó khăn về những cái chứng từ hóa đơn chưa phù hợp với cái quy định của Ngân hàng Nhà nước. Về đề xuất thì cũng đề nghị các bộ ban ngành là cũng cụ thể hóa vào cái chứng từ hóa đơn để phục vụ cho những cái vùng nông thôn. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc, kết quả giải ngân gói hỗ trợ còn khá thấp. Tính đến hết tháng 9, đơn vị mới chỉ giải ngân được 2,4 tỷ đồng cho 18 khách hàng thuộc hai chi nhánh Agribank huyện Lập Thạch và Sông Lô. Nhiều khách hàng thực hiện vay vốn tại ngân hàng thương mại, tuy nhiên là họ cũng không có những cái giấy phép đăng ký kinh doanh, thì họ cũng không thuộc cái đối tượng. Và ngoài ra thì đối những khách hàng thuộc đối tượng thì họ cũng đang thực hiện là nộp lãi qua tổ. Thế tuy nhiên là về quy định thì khách hàng phải đến nộp lãi trực tiếp tại trụ sở, cho nên là họ cũng từ chối nhận hỗ trợ lãi suất. Theo Ngân hàng Nhà nước tỉnh, tính đến nay, việc giải ngân gói hỗ trợ 2% lãi suất của chính phủ mới thực hiện được ở một vài ngân hàng với dư nợ còn khiêm tốn. Vậy nguyên nhân tại sao tiến độ giải ngân gói hỗ trợ 2% lãi suất theo nghị định 31 của chính phủ còn thấp và giải pháp nào của Ngân hàng Nhà nước tỉnh để đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói hỗ trợ này? Mời quý vị và các bạn theo dõi trong phóng sự ngay sau đây. Được đánh giá là một trong những địa phương nằm trong top đầu về kết quả giải ngân gói hỗ trợ 2% lãi suất theo nghị định 31 của chính phủ, song nhìn chung tiến độ giải ngân trên địa bàn Vĩnh Phúc còn khá chậm, chưa đáp ứng được kỳ vọng của ngành ngân hàng cũng như nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc, từ khi triển khai chương trình vào cuối tháng 5 năm 2022, đến nay các tổ chức tín dụng trên toàn địa bàn đã vay hỗ trợ lãi suất cho 35 khách hàng với tổng dư nợ trên 40 tỷ đồng, lãi suất được hỗ trợ gần 90 triệu đồng, trong đó có 2 doanh nghiệp và 33 hộ kinh doanh. Hiện các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục rà soát, thẩm định hồ sơ cho vay, dự kiến có gần 1.200 khách hàng đăng ký vay trên 2.000 tỷ đồng. Trong đó có 121 khách hàng đủ điều kiện đang hoàn thiện hồ sơ, 838 khách hàng phản hồi không có nhu cầu vay hỗ trợ lãi suất. Vậy đâu là yếu tố khiến tiến độ giải ngân chậm và tại sao khách hàng không mặn mà với gói hỗ trợ này? Khó khăn từ chính phía khách hàng. Thứ nhất là khách hàng thiếu hóa đơn, chứng từ, chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, không có đầy đủ hệ thống sổ sách theo dõi hạch toán doanh thu cũng như là chi phí, có lịch sử nợ quá hạn từ các tổ chức tín dụng khác. Thế rồi khách hàng theo quy định thì khách hàng phải có hoạt động kinh doanh có lãi và có hiệu quả để có kế hoạch trả nợ gốc và trả lãi đầy đủ. Bên cạnh đó, việc hạn chế đối tượng cho vay chỉ gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, trong khi dư nợ cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn 50% là cho vay hộ gia đình, tư nhân, cá thể. Đây đều là những đối tượng không có giấy phép kinh doanh nên không thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ lãi suất, chính là yếu tố dẫn đến việc giải ngân gói hỗ trợ theo nghị định 31 của chính phủ trên địa bàn tỉnh còn chậm. Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các sở ngành, hiệp hội trên địa bàn tỉnh tổ chức cái hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp chuyên đề về chính sách hỗ trợ lãi suất, nhằm tăng cường thông tin đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng với lại khách hàng trên địa bàn, đặc biệt là khách hàng thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất, nắm bắt nhu cầu thực tế hỗ trợ lãi suất của doanh nghiệp, các khó khăn vướng mắc trong quá trình tiếp cận chính sách để kịp thời xử lý tháo gỡ. Với sự quyết tâm của hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn cùng các giải pháp cụ thể đã được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đưa ra, hy vọng tiến độ giải ngân gói hỗ trợ 2% lãi suất theo nghị định 31 của chính phủ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới sẽ đạt được những kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn đang được kiểm soát, các hoạt động kinh tế xã hội duy trì hoạt động bình thường, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, khó lường do một số nguyên nhân. Tình hình dịch thời gian gần đây có xu hướng tăng trở lại ở nhiều tỉnh, thành phố. Virus biến đổi, xuất hiện các biến thể mới, hiệu lực bảo vệ của vaccine suy giảm theo thời gian. Các dịch bệnh thông thường, dịch bệnh theo mùa có xu hướng gia tăng, dẫn đến nguy cơ dịch chồng dịch, có tâm lý lơ là, chủ quan ở một bộ phận người dân và chính quyền một số địa phương, tác động tiêu cực của tình trạng biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan. Với những nguy cơ tiềm ẩn như vậy mà chúng ta chủ quan, coi nhẹ công tác phòng chống dịch, thì tác hại sẽ khôn lường nếu dịch bùng phát trở lại. Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19,
trong đó yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các sở ban ngành địa phương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ sau. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình mới trên cơ sở thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, của các bộ, ngành trung ương, của tỉnh ủy, của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Mục tiêu là không để dịch bùng phát trở lại, không để dịch chồng dịch. Cơ quan địa phương nào để dịch bùng phát trở lại do nguyên nhân chủ quan phải chịu trách nhiệm trước tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, trước nhân dân. Tiếp tục quán triệt và làm sâu sắc hơn các quan điểm trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch hiện nay là đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết. Người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng chống dịch. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng dịch từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Vaccine là biện pháp chiến lược quan trọng trong phòng chống dịch. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội, an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo sớm hoàn thành việc tiêm vaccine theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả. Trước tình hình giá xăng dầu trên thế giới liên tục biến động, ảnh hưởng nhiều tới hoạt động kinh doanh xăng dầu và ảnh hưởng tới cả đời sống nhân dân, đặc biệt trước thông tin của các cơ quan truyền thông về tình trạng một số doanh nghiệp trên địa bàn cả nước có động thái găm hàng gây thiếu hụt nguồn cung xăng dầu, Sở Công Thương Vĩnh Phúc đã nhanh chóng làm việc với các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh nhằm bình ổn thị trường để đảm bảo đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Sở Công Thương đã họp với các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh để lắng nghe những khó khăn từ doanh nghiệp, nắm bắt những thông tin cụ thể, đề xuất giải pháp với các cấp có thẩm quyền, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị kinh doanh xăng dầu. Trong gần 20 năm em làm xăng dầu quản lý thì em thấy chưa có một năm nào mà cái tình trạng nguồn nó khan hiếm một cách kinh khủng như thế này. Thứ nhất là thế, chưa nói đến lợi nhuận, nguồn rất là khan mà có nghĩa là em sau một quá trình nghiên cứu thì em thấy rằng là nó như là chơi chứng khoán ấy, mình không thể nào mà lường trước được là nó sẽ kỳ này nó sẽ diễn ra như nào và nguồn nó sẽ đáp ứng cho mình ra sao. Thực sự là rất khó khăn, mà tại thời điểm mua nhiều rồi là không bán. Chúng em bản thực tế là trong mấy tháng vừa rồi, khoảng 4-5 tháng trở lại đây, doanh nghiệp luôn lỗ, lỗ rất nhiều. Có những tháng chúng ta lỗ 3-4 tỷ đồng. Nhưng mà bây giờ không còn cách nào khác, mà bây giờ vẫn phải bán để phục vụ nhân dân. Nhưng mà tại thời điểm này nếu kéo dài nữa thì chúng em không thể gánh vác được, không còn lấy vốn để phục vụ được nữa. Trước những khó khăn của doanh nghiệp, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị cung ứng xăng dầu cố gắng tìm cách để đáp ứng đủ nguồn cung cho nhân dân. Kinh doanh đúng là xăng dầu vừa qua và các đồng chí là trước hết là nguồn là vô cùng khó khăn, biến động thì bất thường, đấy, thậm chí là chấp nhận vận chuyển sang để có nguồn phục vụ nhân dân, hoặc là từ những cái rất là khó khăn như vậy. Đấy, các cơ quan chức năng trong đó có quản lý thị trường, có công thanh tra công thương, có quản lý của ngành công thương, của công an, chúng tôi cũng đã thống nhất là khi đi kiểm tra những cái đơn vị nào phải cân nhắc thật sự là kỹ, chúng ta phải có cái chia sẻ, thậm chí là bố trí sắp xếp là vẫn bán cho nó đầy đủ, có cái không có lý do gì mà chúng ta ngừng bán. Trong thời gian vừa qua, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra, giám sát, phát hiện có tình trạng bán cầm chừng, doanh nghiệp xin sửa chữa để tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, với sự vào cuộc kịp thời của các ngành chức năng, hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã bình ổn trở lại. Theo Sở Công Thương, thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh, hoạt động kinh doanh xăng dầu vẫn ổn định, nguồn cung đáp ứng đủ, phục vụ nhu cầu của người dân, không có tình trạng găm hàng hay cửa hàng tạm dừng hoạt động. Trước thông tin dự báo giá xăng dầu điều chỉnh tăng vào chiều nay 11 tháng 10, để góp phần đảm bảo nguồn cung, tránh tình trạng găm hàng chờ tăng giá, sáng nay, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận tại một số cây xăng trên địa bàn tỉnh, mặc dù nhu cầu mua hàng có tăng trong những ngày gần đây, song các cửa hàng vẫn đảm bảo nguồn xăng dầu để phục vụ khách hàng. Hết xăng vào đây lúc nào được đổ xăng luôn chứ không phải đợi trời cả. Mấy ngày nay thì thấy khách hàng nhiều khách đến mua nhiều hơn, nhưng mà cửa hàng vẫn đảm bảo nguồn cung cho khách hàng. Tuy nhiên do nhu cầu của người dân tăng cao đã khiến cho các cửa hàng xăng dầu xảy ra tình trạng hết hàng cục bộ vào một số thời điểm nhất định do đơn vị đầu mối chưa kịp cung cấp hàng. Hiện sự chỉ đạo của Bộ Công Thương như của Tổng cục Quản lý Thị trường
Trước cái tình hình cái dư luận về cái việc một số cửa hàng xăng dầu trên các địa phương trên cả nước, nhất là trong khu vực phía Nam, ngừng bán hàng với nhiều lý do khác nhau, thì lực lượng quản lý thị trường Vĩnh Phúc đã triển khai kịp thời, khẩn trương và quyết liệt công tác giám sát, kiểm tra đối với tất cả các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn. Cho đến hôm nay thì có thể nói khẳng định là đến giờ phút này thì tình hình kinh doanh hoạt động, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh vẫn là tương đối ổn định, không có cái hiện tượng găm hàng tăng giá, không có cái hiện tượng là bán quá theo giá quy định. Cục Quản lý Thị trường tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường việc kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu, kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.